Xin chào anh em à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em Học chương trình photoshop Nhưng trước khi mình học photoshop Mình phải hiểu Thế nào là photoshop Tại sao phải học photoshop Và photoshop nó có từ đâu Thì Như anh em đã biết Thường anh em cứ học photoshop là cứ mở à, Có phần mềm sẵn người ta cài đặt sẵn Rồi sau đó mở lên và, và sử dụng thôi nhưng thực ra anh em không biết Photoshop nên là cái gì Có nhiều người nói À thường thường bữa nay học Photoshop và Illustrator Vậy Lúc nào mình học Photoshop Lúc nào mình học Illustrator Và Học cái nào trước Đó là điều anh em thường băn khoăn Trước khi anh em vào chương trình học Photoshop Mình sẽ giải thích chút xíu về hai phần mềm này để cho anh em có sự phân biệt À mình hiện tại Mình đang mở một phần mềm Illustrator Thì thế nào là Illustrator Lúc nào mình học nó Thì Illustrator gọi tắt là AI Nha. Nhiều người gọi là phần mềm AI phần mềm Illustrator dùng để thiết kế theo dạng hình học và người ta gọi là vector. Sau này anh em lên Google muốn tìm một cái gạc với dít hay một cái gì đó gọi là phái thiết kế để mình về chỉnh sửa lại thì mình kèm theo chữ vector này vào. Nó sẽ cho mình đưa đảo loạt về phải góc. Còn Photoshop là mình dùng chỉnh sửa hình ảnh. Người ta gọi là bitmap. Nó khác nhau điểm gì? Giả sử bây giờ mình mình sẽ à, vẽ một hình tròn và mình sẽ tô màu đỏ đi. Mình đang thực hiện nó trên Illustrator. Thì sau đó mình phóng to lên này. Mình thấy mình phóng to lên là 64 ngàn phần trăm mà cái hình nó vẫn sắc nét thì nói cầu tao giữa dàng hình học đây con bên Photoshop á. Mình sẽ tô màu đỏ nghe, À, mình sẽ phóng to lên. Mình xem thì nó có trong cửa này. Thì bên Photoshop nó cấu tạo à, từ các điểm điểm ảnh này người ta gọi là pixel. Đó. Thì à, mình nói tóm một là như thế này. Khi mình mở một file lên, mình sẽ phân biệt bình đi banner đó thì tất cả những hình ảnh như thế này này đó mình thấy người ta thiết kế này người ta đều dùng Illustrator được chưa nhưng vậy với... như vậy cái hình như thế này mình thấy ở đây có hình ảnh này, này là người ta cần phải qua Photoshop người ta xử lý hình người ta cắt bắt rau, người ta thay đổi màu da hay là thêm son môi gì đó thì cái này Photoshop mới làm việc được, còn Illustrator là, là thường mình dùng cho in ấn cần hình sắc nét. Thành ra là mình sẽ uh, vẽ hình dạng vector như thế này. Đó. Thì hai hai phần mềm này nó hỗ trợ nhau, một thằng là vẽ thiết kế, một thằng là xử lý hình ảnh, rồi nó kết hợp tạo thành một tác phẩm như anh em xem. trong một cái siêu thị này mình vào mình tham quan này thì mình thấy tất cả hình ảnh này, này nếu ai mà giỏi về photoshop và ai lớn thì có thể cắt được tất cả đây luôn trong phần mềm là đủ đủ khả năng làm thì còn quan trọng khả năng của bạn làm đến đâu thì cả đó tiền sau đó rồi mình sẽ xin phép tắt phần mềm này Rồi. Thế Photoshop là cái gì? À, Photoshop nó được công một công ty gọi là công ty Adobe.com. Nó sẽ sản xuất ra những ứng dụng phần mềm này. Adobe.com. À và khi mình và khi mình enter vào cái anh em nhớ chọn phía dưới này ở trên ở trên này người ta nói là nó có thể chăn một số quốc gia ở châu á hình như trong đó có việt nam thân ra đây mình chọn continue đấy nha chọn chọn tiếp à, tiếp theo thì adobe này nó sẽ tạo ra các phần mềm ứng dụng mỗi phần mềm có một chức năng riêng ví dụ như thế này à người ta tạo này Adobe người ta tạo ra Photoshop, InDesign, Dành trang đó, Premiere, phim, à, Illustrator, thiết kế dù bất kỳ mà một công ty nào, một lĩnh vực nào về đồ họa, thế thì lúc đó bắt buộc phải học Photoshop và Illustrator đó là điều bắt buộc luôn đó hiện tại bản mới nhất của Photoshop và Illustrator là 2020 Adobe Photoshop CC 2018 có nghĩa là gì? Ngay trước á, là cái thời mình học là 2004, 2005 gì đó thì thời đó chỉ có là CS Photoshop CS cho đến CS 2, CS 3, CS 4, CS 5, CS 6 đúng một cái nó nhảy qua Adobe CC, à Adobe Photoshop CC chứ không không có qua là CS 7 nữa lý do bữa nay á, người ta sẽ à, thay đổi theo cho phù hợp với xu thế hiện tại thì ngày xưa cs Nó với tắt của chữ Christopher Shield này này đó còn bữa nay là à, CC này này Đó tắt của Christopher Cloud Thì hai cái này khác nhau điều gì? Nếu CS Có nghĩa bạn ngày xưa đó là bạn Client Nó được tải về như thế này và mình cài đặt có nghĩa là bộ suộc bộ cài đặt của nó ngay ngay trên máy mình thì mình cài đặt xong thì à, à, lúc đó là bạn ấy gọi là bạn cs bạn ấy có lời thế là không cần internet nhưng mất cũng phải đào về rất mất thời gian hoặc đi mua địa à, còn bạn Christopher Cloud thì nó giống như là Android điện thoại Android có CH Play khó CH Play đó hoặc iPhone thì có App Store đó thì muốn đáo các sản phẩm của Adobe này thì mình có thằng Ritterver Cloud này. Đó chính là thằng này nè. Mình 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 sẽ tải thằng này về là mình sẽ có như thế này. Đây. Mình đã tải nó về rồi đây. Và mình mở lên. Đó, thấy không? Thì cái này những cái khó vậy thôi. Mình chọn uh, Richtver Cloud này. Rồi trong này không phải cài đặt như thế này cái này là gọi là cụ rồi Mới là phải dùng như thế này Nhưng mà cái này phải có internet Bây giờ mình muốn nói à Cài đặt một phần mềm nào đó mới đi Lái rộng chẳng hạn Thì mình chọn try Là try là cho dùng, dùng thử Bói là mua Cái này có cái lời thế là gì Kích vào đây cái là nó chạy xong rồi Nhưng có cái là không được lời thế cho lắm Là cả phần mềm nó đều có trang chủ cho mình đáo loạt về sai thử thì đó là bản chuẩn nhưng mà với điều kiện đó là bản mới nhất còn những lúc Máy mình yếu quá, mình sai bản mới nhất được Thì mình phải lang thang internet thôi Mình tìm link nào đó cho cho uy tín Và mình download mình đem về Ok nào, Cái này á, mình có phần mềm 2019 đây Và mình sẽ chia sẻ bài sống nha Ok Mình sẽ kèm link cho anh em Đó Thì bây giờ mình xem này khi mà Adobe Photoshop CC ra Thì nó bắt đầu hình như không 2012 hay 2014 gì đó mình không nhớ rõ nữa Rồi sau đó CC 2015 CC 2016 và bây giờ CC 2020 thôi Thì bây giờ mình giải thích nó Adobe là công ty Photoshop là sản phẩm công ty Đây là ứng dụng Cloud Và của năm 2020 Thì nó trở thành Adobe Photoshop CC 2020 Hiểu không? đó và hai tháng này thường thường mình sẽ đi chung thì bạn thích học tháng nào trước được, được hết à, không ai quy định là bạn học tháng nào trước nên nên chỉ bạn đừng hoang mang ok đó như người nói tại sao không học cô Réu, mà học Illustrator vì Illustrator này với phối số nó cung công ty với nhau thân ra nó hỗ trợ rất tốt và rất rất nhẹ nhàng còn à, cô Réu nó đi một công ty khác thân ra nó sự kết hợp nó rất khó khăn đó và đây là mình giới thiệu cho các bạn là bạn là nguồn nguồn gốc của phối sốp là ở đâu à, và mình cắt nghĩa cái tên gọi đây để cho anh em hiểu rõ hơn bài học hôm nay kết thúc